Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Du Audio. Thì kênh bên em thì có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang và số điện thoại là 0378 030 730. Thì đây cũng là cái vấn đề đầu tiên mà em luôn luôn giới thiệu trong tất cả các video để các bác tiện cập nhật theo dõi các cái sản phẩm của bên em. Và khi các bác muốn đặt hàng, muốn mua hàng hoặc muốn tư vấn, muốn bảo hành tất cả các sản phẩm mà mua của bên em thì các bác có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại là 0378 030 730 hoặc đến tại địa chỉ xóm chùa Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Đấy, các bác nhá. Tiếp tục video ngày hôm nay tiếp tục lên cho các bác một bộ mic Bayer 780 các bác nhá. Mang model là GI999 này. Đấy, Songmi gì đây? Đấy, tên tiếng Anh em không biết đọc. Đấy, con này nó là GI999 các bác nhá. Đây là một bộ mic do công ty Bayer sản xuất, model 780 các bác nhá. Và bộ mic này thì sử dụng tay da cá titan 7 màu các bác nhá. Tay da cá titan 7 màu. Rất là đẹp. Đây là một trong những dòng mic VIP rồi. Đấy. Đây là một trong những bộ mic rất là VIP rồi. Các bác chơi thì một là nó đẹp, hai là bền, sang trọng và cầm lên cái tay mic nhìn nó VIP, nó đẳng cấp các bác ạ. Đấy. Thì hôm nay có một bộ duy nhất model này các bác nhá. Mặt phay nhôm đẹp không một vết xước các bác nhá. Và bộ mic này em nói luôn là đời 2019 các bác nhá, đời 2019. Đời rất là cao trong những dòng mic bãi Bayer rồi. Đấy. Thì đối với dòng mic này thì bao cho các bác tiếng hay, sóng khỏe, đẹp và độ bền, độ ổn định rất là cao cho các bác chơi. Thì ở trên mặt trước của nó thì các bác nhìn thấy là hai cái volume này của kênh A này, hai volume kênh B người ta làm riêng ra rồi. Đấy, nên là các bác rất ít khi nhầm. Cả hai cái volume này nó trang trí bằng hai cái viền màu xanh đây rồi để cho nó nổi hẳn lên này. Đấy, thì còn ba cái phím này là ba phím để setup các bác nhá, để setup tần số. Thì thông thường thì tất cả các bộ mic bọn em gửi đi 100% là bọn em đã setup sẵn rồi. Nếu còn đa phần thì bọn em cũng không khóa đâu. Có bác nào yêu cầu khóa bọn em mới khóa thôi. Vì tất cả các cái phím số này thì khi khóa là nó sẽ khóa cả phím volume các bác nhá. Đấy. Ví dụ như là các cái chiếc, nếu như mà những cái dòng mic mà có chiếc áp cơ thì bọn em sẽ khóa. Thế còn những cái dòng chiếc áp số này bọn em sẽ không khóa. Bởi vì sao? Bởi vì về các bác muốn tăng giảm volume ở trên mic, các bác ví dụ như các bác muốn hát giọng nam giọng nữ mà các bác muốn, ví dụ giọng một ông khỏe một ông yếu, các bác muốn cho ông khỏe giảm đi một chút thì các bác lại không giảm được. Đấy là khi mà khóa phím rồi là nó sẽ khóa toàn bộ các cái phím mặt này, chỉ có duy nhất phím nguồn hoạt động thôi. Đấy, cho nên là em sẽ không khóa các bác nhá. Thì em cũng hướng dẫn luôn, nếu các bác muốn khóa các bác chỉ cần tắt nguồn đi, nhấn và giữ cái phím tam giác lên này và bật nguồn cùng một lúc. Đấy. Ví dụ em làm thao tác cho các bác nhá. Bây giờ các bác muốn khóa này, các bác tắt nguồn đi, tắt nguồn đi, sau đó các bác nhấn và giữ cái phím này, phím tam giác lên này của bên gần với phím nguồn, các bác đồng thời nhấn cái phím nguồn này lên, giữ khoảng 3 giây nữa là nó khóa. Đấy, các bác nhìn thấy nó hiện nút khóa chưa? Đấy là nó khóa. Và khi các bác muốn mở khóa, các bác làm tương tự, tắt nguồn đi, giữ im cái phím tam giác lên này và nhấn nút nguồn, 3 giây nó sẽ tự động mở khóa. Đấy, các bác thấy không, nó mất cái khóa rồi. Đấy là cách mở khóa các bác nhá, mở khóa. Đấy. Hoặc các bác về các bác tự khóa, em thì em sẽ không khóa cái này, bởi vì những cái dòng Bayer này nó rất là thông dụng, kể cả các bác khi mà các bác làm mất tần số sóng ở mic. Ví dụ như đây, em làm cố tình là mất tần số sóng của mic đi. Đấy, các bác làm mất tần số sóng đi, tay mic nó không còn hoạt động với đầu thu nữa. Thì các bác sẽ nhìn trên này, trên này nó sẽ là 106 này, và trên này nó là 110 này. Các bác nhìn cái số kênh ấy, nó là 110 này. Một là các bác setup bằng tay thì các bác chỉ cần nhấn nó về 106 này. Các bác nhìn thấy cái số kênh này, cái số kênh này nó 106, thì các bác chỉ cần để mic gần vào đầu thu, các bác nhấn nút set này là tự động nó nhận sóng. Ok chưa? Cái vạch sóng nó đã lên rồi. Và cái cách setup thứ hai, ví dụ như là các bác làm lạc nó mất tần số sóng thì khi mà tay mic này nó 106 này, ở trên này nó 101 này, đây là em cố tình làm mất sóng đi. Các bác chỉ cần nhấn nút set này. Nhấn nút set và nhấn nhả nhá. Khi nó chạy chữ IR này thì các bác chỉ cần dí cái màn hình đầu thu vào cái chữ IR trên tay mic, trên đầu thu này. Đấy. Các bác lưu ý nhá. Chỉ cần hướng cái mặt màn hình của tay mic vào cái chữ IR trên đầu thu này là nó sẽ tự động nhận. Đấy. Nếu các bác muốn xét sang bên này cũng vậy, các bác chỉ nhấn nút bên này thôi và hướng vào cái mắt IR này. Ở trên cái mặt này nó sẽ có hai cái mắt nhận cho hai kênh riêng nhá các bác nhá. Đấy. Thao tác rất là đơn giản thôi. Trong tất cả các cái video thì hầu như là em cũng giới thiệu rất là nhiều về cái cách setup sóng của dòng mic Bayer này. Đấy. Rồi ok. Em sẽ tháo cái đầu thu này ra một chút để quay chi tiết cho các bác. Thì đây là vỉ của Bayer 780. Thì các bác nhìn qua là các bác biết rồi. 100% vỉ xịn rồi.
Đấy, có chữ ký này, chữ ký đây là những đơn vị người ta kiểm định, chữ ký của cái người kiểm tra cuối cùng trước khi xuất xưởng cái bên vỉ này. Và bên vỉ thì các bác bao cho các bác là đẹp như mới các bác, không có một vết xước nào luôn. Mặt mic cũng không có một vết xước nào luôn, và không một chấm hàn, bao cho các bác là không một chấm hàn, không một chút động chạm và bụi bẩn, còn chỉ có bụi mịn nữa các bác, chứ nó cũng không có bụi nhiều, bụi lớn đâu, vì cái mic này nó không có quạt gió, không có cái gì cả. Và đây là tem xuất xưởng của người ta là vào ngày 29 tháng 12 các bác nhá. 29 tháng 12 năm 2019 có nghĩa là đời 2020 rồi các bác ạ. 29 tháng 12 thì gọi là sang bắt đầu năm xong năm 2020 rồi còn gì nữa các bác, đúng không? 29 tháng 12 thì còn có 1-2 ngày nữa là bước sang năm 2020 rồi. Bộ này xuất xưởng đúng vào dịp mà Trung Quốc chuẩn bị bùng phát dịch Covid, hoặc là bắt đầu bùng phát dịch Covid. Đây là xuất xưởng các bác nhá. Đây là cái bụi bẩn thôi. Cái này nó vẫn còn nguyên ly lông mặt này các bác này. Cái này vết xước này là xước của ly lông mặt nhá. Đấy, thì trước khi gửi đi hoặc là em sẽ bóc cái ly lông này cho ra luôn cho các bác, để cho các bác thấy. Đây là vẫn còn nguyên cái ly lông mặt kính này. Đấy, các bác để ý này. Còn nguyên ly lông mặt kính các bác nhá. Đây nó không phải, cái này nó là xước của ly lông mặt thôi các bác nhá. Đấy, các bác bóc ra phát là hết sạch xước luôn. Đấy, rất là đẹp. Đấy, đời này thì gọi là đời 2020 rồi, gọi là gọi gì 19 nữa. 29 tháng 12 năm 2019 này. Để các bác nào biết đọc này. 29 tháng 12 năm 2019 nhá. Đấy. Tháng là măn ở trên bên trên này. Date thì là 2019 này. Ngày thì là 2 cộng 9 này, có nghĩa là ngày 29. Đấy. Đời của nó thì gọi là cao ngất ngưởng rồi, không còn gì để suy nghĩ rồi, đó gọi là đời 2020 rồi. Đấy. Ok. Thì để cho các bác đỡ phải băn khoăn thì em quay rất là chi tiết. Đằng sau thì các bác nhìn thấy rồi, rắc ca lông này, rắc 6 ly này. Chỉnh độ nhạy đầu vào này, anten nguồn, thì tất cả các dòng bio đều có đủ những chức năng như này, không phải quảng cáo riêng loại nào cả, tất cả dòng bio thì nó đều có, kể cả là bio vỉ xanh cho đến là bio 780, 790, 760 đều có hết các bác nhá. Đấy, mặt thì là bao cho bác đẹp gần như không có một vết xước nào, tay thì 100% không xước rồi, có nghĩa là bộ mic này nó gần như là nó phải đẹp đến 99% các bác nhá, đẹp đến 99% ạ. Và em cũng tháo luôn cho các bác xem củ côn bên trong, củ côn lụa xịn luôn các bác nhá, củ côn lụa xịn luôn ạ. Đấy. Côn này côn xịn của dòng 780, chuyên dùng cho dòng 780. Những dòng 780 mà hàng xuất kho của Bayer, những hàng mà chính hãng của Bayer xuất xưởng ấy, thì nó đều sử dụng côn này. Và nó có một vòng nhôm đây. Đấy. Anh nhìn nó đẹp không? Đấy. Thì tất cả những cái bộ mic này bao cho các bác đây, cả em tháo cho các bác xem cả cái lẽ pin bên trong nữa. Bao cho các bác là còn đầy đủ nguyên các bác nhá. Còn đầy đủ nguyên lẫy pin các bác nhá. Lẫy pin của hai tay còn đầy đủ. Đây em tháo cả tay này đã cho các bác xem luôn. Bao cho các bác là đầy đủ lẫy pin các bác nhá. Đầy đủ lẫy pin, đẹp. Lẫy pin có nghĩa là không gãy và chân pin sáng các bác nhá. Đây chân pin này. Chân pin này. Chân pin tất cả là còn sáng nhá. Đẹp. Nói chung là nó đẹp, gọi là như mới các bạn. Gọi là như mới mà nó còn đẹp hơn những cái dòng mic mới ở thị trường bây giờ. Tay nó là tay titan 7 màu chống xước các bác ạ. Tay nó là tay titan 7 màu chống xước các bác nhá. Đẹp, cầm VIP sang trọng, đẳng cấp. Các bác dùng thêm chục năm nữa nó vẫn cứ đẹp như này. Nó hàng tay titan chống xước rồi. Đấy. Alo 1 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Alo, để em đang test thử tiếng mic trên quân bài T5 các bác nhá. Alo 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Alo, buồn làm chi em ơi. Alo 6 9 1 2. Bộ, một bộ duy nhất thôi các bác nhá, đời 2020, gọi là cuối năm 2019, đầu năm 2020. Em gọi là đời 2020 rồi các bác ạ. Đấy, không còn gì để suy nghĩ cả. Vì nó còn có 2 ngày nữa bước sang năm 2020. Đấy, ngày xuất xưởng các bác nhá. Và bộ mic nó còn đẹp gần như là mới luôn các bạn, không có một vết xước luôn. Đấy. Không có điểm nào để chê với bộ mic này. Và tay thì nó là tay titan 7 màu, da cá các bác nhá. Đấy, video ngày hôm nay thì cũng như đã hứa là em sẽ nhập những cái bộ pin sạc này về để tặng kèm cho các bác. Bộ pin sạc đắp vào bao chính hãng, hàng 1200 mAh, và tặng kèm cho các bác nhé. Bộ này tặng kèm, lấy pin cũng được, không lấy pin được, vẫn là giá đấy các bác nhé. Các bác bảo là ôi pin nhà anh có rồi anh không lấy nữa, vẫn là giá đấy. Ok chưa? Pin này là theo như lời hứa hôm trước em livestream em có nói là em sẽ nhập về để tặng kèm cho tất cả các bác. Mic vẫn giữ nguyên giá trị và em sẽ tặng kèm cho các bác một bộ pin sạc như này. Bộ mic này em bán ra cho các bác là 2.700.000 các bác nhé. 2.700.000 các bác đã mua được một bộ mic đời cao chốt vót của dòng Bayer 780 rồi. Và đặc biệt nó là tay titan 7 màu da cá các bác nhá. Mặt phay nhôm,
huyền thoại của Bayer 780. Ok chưa? Đấy. Dòng này các bác không chơi thì cũng chẳng còn chơi đâu, tặng kèm cho các bác một bộ pin sạc như này. Đấy, pin sạc này em tặng kèm. Có nghĩa là các bác bảo là anh không lấy pin nữa thì giá vẫn là 2,7 triệu các bác nhá. Ok chưa? Pin này em đã hứa, theo đã hứa này em sẽ nhập vài chục bộ về để tặng kèm cho các bác. Với cái pin này thì nó nói chung là em nói em bán hàng luôn, nhưng mà em nói luôn dòng này thì em không bán ra thị trường. Và em chỉ tặng kèm cho các bác thôi, gọi là để cho các bác dùng tạm, dùng chơi. Đấy, hỏng thì vứt nó đi, thế thôi. Em nói thật cho các bác, chứ pin này một số ông quảng cáo là dùng 1 2 năm không phải mất tiền mua pin là quảng cáo bố láo. Pin này nó gọi là pin gọi rẻ tiền để em tặng kèm cho các bác thôi. Cho nó gọi là đúng giống với lại các kênh khác người ta tặng kèm, nhưng mà người ta quảng cáo là pin này dùng 1 2 năm mới lại dùng mấy tiếng không hết pin, mới lại dùng mấy năm không phải mua pin là không có. Pin này dùng các bác cứ hỏng thì các bác vứt đi thôi, em tặng kèm em cho thôi. Chứ nó vài chục nghìn đấy, các bác đi nhập nó cũng vài chục nghìn. Cũng chẳng rẻ đâu. Nhưng mà nói thật bảo là pin này là pin tốt lắm, tốt nọ tốt kia là không có. Em đang phân phối ra thị trường pin này thì em dám quảng cáo. Đấy. Các bác mua bộ pin sạc như thế này 300.000 thì em dám quảng cáo lọ kia. Đấy. Thế còn pin này thì em không bán ra thị trường các bác nhá. Các bác mua em không bán. Hàng này là em đã theo đã hứa này, em nhập về chỉ để tặng kèm cho các bác thôi. Mặc dù trị giá nó cũng vài chục nghìn, gần 100.000 đấy các bác ạ. Nhập về nó cũng vào xít xoát 100.000 rồi. Đấy là cái hàng này, nhưng mà em sẽ tặng kèm cho tất cả các bác trên những cái bộ mic này. Và em nói luôn là video nào tặng kèm thì là có, còn video nào không thì là không các bác nhá. Đấy. Em nhập vài chục bộ về để theo đúng lời hứa của em trên livestream thôi, là em sẽ nhập vài chục bộ về để tặng kèm cho các bác. Thì hôm nay là ngày đầu tiên tặng kèm luôn cho các bác một bộ mic này để các bác trải nghiệm. Các bác thấy ok thì lần sau em sẽ nhập tiếp để em về tặng kèm cho các bác. Bác nào nhận những cái bộ pin sạc này bảo là dùng cũng ok, tạm ổn. Đấy, thì được. Bởi vì là chứ còn bảo là tốt lắm thì không có tốt lắm đâu các bác, bởi vì giá thành của nó thì nó rẻ và em cũng chỉ tặng kèm nó không bán. Đấy. Chứ có bảo tốt lắm là không có tốt lắm đâu. Vì những cái sản phẩm này em nói thật các bác là em tặng kèm cho các bác để gọi là các bác dùng thử, dùng tạm. Đấy. Một thời gian mà các bác cứ coi như là em tặng để các bác thử mic đi. Ok chưa? Coi như em tặng kèm các bác bộ mic, bộ pin sạc này để thử mic đi. Đấy. Chứ còn một số đơn vị người ta quảng cáo tặng kèm cho các bác cái bộ mic này trị giá mấy trăm nghìn là không có đâu các bạn. Bộ mic này em chỉ mua tặng kèm thôi. Trị giá của nó nếu có bán ra thị trường chỉ hơn 100.000 thôi. Nếu có bán ra thị trường nó cũng chỉ rơi vào khoảng 120 đến 130.000 một bộ. Đấy, thế còn em thì em không bán. Đấy, em chỉ mua về để tặng kèm cho các bác thôi. Thì mua vào nó ship 100.000 rồi thì bán ra chắc người ta cũng bán ra có lãi là khoảng 120-130 thì đấy. Bao ship cho các bác. Đấy. Thế còn bảo là có đơn vị bảo là trị giá bộ pin này là 250, là những người đấy là tâng bốc nó lên quá lọ kia. Còn bộ pin trị giá 250 thì các bác mua bộ này cho em 300.000 bao ship, đấy là mua rồi. Còn khi mà mua chung với mic thì là 250 các bác nhá. Khi mà các bác mua chung với mic thì là 250 một bộ pin này. Ok chưa? Đấy. Ví dụ các bác mua thêm bộ mic pin như này thì các bác sẽ là 2.950.000 thì sẽ được tặng kèm bộ pin này. Đấy. Thì mới gọi là pin. Pin này nó là pin 3200. Chứ còn pin này nó là pin 1200. Thứ hai là sạc này nó sạc 4 cổng tự ngắt có màn hình. Còn cái sạc này thì nó chỉ như thế này thôi các bác này. Đấy, nó có 4 cái đèn báo pin ở đây thôi. Đương nhiên là tiền nào của đấy, chứ không thể nào mà cái bộ pin này các bác bảo mà mua có một đơn vị bảo là tặng kèm một bộ pin sạc trị giá 250 là các bác nói xạo. Trị giá gì 250 cái pin này, không có đâu, chỉ hơn 100.000 là cùng thôi. Ok chưa? Đấy. Em nói là em cứ nói chuẩn luôn cho các bác, để các bác nào mà mua cứ tưởng là mình mua được một bộ pin, một bộ mic được tặng một bộ pin sạc tận 250 là không phải đâu các bác nhá. 250 thì nó phải như thế này các bác nhá. 250 thì nó phải như thế này này. Đấy, và cũng có rất nhiều video em cũng tặng kèm cái video cái pin này, nhưng mà không phải video nào em cũng tặng kèm, bởi vì là nó bọn em bán những cái bộ pin này nó cũng chẳng lãi được bao nhiêu cả, chủ yếu là phụ anh em, nhưng mà tặng kèm thì chỉ là lấy 1-2 video để lấy tương tác thôi, chứ ngày nào bọn em cũng tặng này thì bọn em cũng chết. Đấy. Đấy là em nói thật, chia sẻ thật với các bác. Đấy, còn bộ mic này nay bác nào chốt thì nhanh tay liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 các bác nhá. Em chỉ có một bộ duy nhất này đời ha, gọi là đầu 2020 cuối 2019. Đấy, và nó chỉ có duy nhất một bộ tay titan 7 màu này thôi. Đấy, ok chưa? Giá là 2.700.000 tặng một bộ pin này các bác nhá. 2.700.000 tặng một bộ pin này. Đấy. Mà bác nào mà lấy bộ pin này thì em vẫn tặng kèm cho bác hai bộ này là 2.950.000. Ok chưa? Đấy. Về cho các bác trải nghiệm. Đấy, em cũng nói luôn là những cái bộ này em nhập về để cho các bác trải nghiệm, các bác đánh giá. Chứ còn mic này em giữ nguyên giá trị, tất cả các bộ mic này em bán ra này em vẫn giữ nguyên giá trị của mic và tặng kèm cho các bác để các bác về trải nghiệm những cái dòng pin này, coi như là để test mic thôi. Em bán cho các bác để quay để test mic thôi. Đấy, còn sau này các bác muốn nâng cấp pin sạc thì các bác mua bộ này cho em thì bao cho bác bền, dùng lâu, dùng bền. Đấy.
Rồi ok. Các bác đi qua thì cho em Du xin một nút like các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh, các bác nhớ đăng ký kênh nút màu phải màu đỏ bên phải phía dưới video của các bác ạ. Và các bác nhớ bấm nút chuông ngay bên cạnh nút đăng ký kênh để cập nhật những video, những sản phẩm mới nhất của bên em các bác nhá. Rồi video em xin kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Các bác nhớ số điện thoại của em là 0378030730 để đặt hàng các bác nhá. Số này cũng đồng thời là số Zalo của em ạ. Hoặc các bác nào ở gần thì có thể đến tại xóm chùa Liên Sơn Tân đến Bắc Giang. Các bác đến cổng ủy ban xã Liên Sơn là cách nhà em 200m thôi, không xa. Các bác mà search Google Maps thì chỉ cần đánh chữ ủy ban nhân dân xã Liên Sơn Tân Yên Bắc Giang là đến cách nhà em 200m rồi, em có thể ra đón trực tiếp các bác vào nhà. Ok chưa ạ? Rồi xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.